Lúc đó thì dân số đây đó nói chung là ít, còn rừng thì còn đông đặc nhiều. Sau tới năm 90 đó thì dân về đông rồi, nên là lấn chiếm ở khu vực này là cây cối nó bị thưa thớt đi, bị cây cối thất bị phá qua rồi đó. Thì nắng cây chất nắng nóng nhiều, rồi mưa đó không có đúng thời tiết, nên nhân dân đây nó cũng khó sống. Nguyen Văn Minh vit de l'élevage de poissons depuis 1978. Mais comme des dizaines de milliers de pisciculteurs de la côte sud du Vietnam, son exploitation est menacée par la mer. Tan Phang Nguyen travaille pour l'agence allemande GTZ. Il sensibilise les éleveurs sur l'importance de protéger les mangroves qui, en retour, protégeront leur exploitation de la mer. Cái đối này ở đây là để làm mồi để vô cho nó cho cua nó ăn. Cua ăn hả? Ở trong thì nuôi cua với tôm. Les mangroves subissent une double menace. D'un côté, celle des hommes qui nettoient l'espace pour installer leur pisciculture et utilisent le bois. De l'autre, celle de la nature. Ces dernières années, des tempêtes de plus en plus fréquentes et des marées très puissantes ont ravagé la côte. Sans mangroves, ces piscicultures seront bientôt perdues. C'est la raison pour laquelle le gouvernement vietnamien et des agences comme GTZ encouragent les éleveurs à protéger les forêts. Là mùa này nước lớn vào buổi chiều, khoảng đầu tháng này, cuối tháng nước lớn vào buổi chiều. Mỗi một biển thì nó có thời gian. Tout au long de la côte sud du Vietnam, un réseau de canaux d'eau douce s'étire aux abords de la mer. Dans certains endroits, les canaux sont protégés par ce type de vannes, ce qui réduit les risques. Mais dans la majorité des autres lieux, ce sont des digues fragiles qui séparent la mer des viviers. Ici, les mangroves ont été totalement rasées, ce qui a laissé la digue à la merci des eaux. Each year, the 10 meters of soil lost because of strong currents and wave. And over there, just 3 months ago, there was still a dike, and now no longer dike there. So in the next 10 years, if we don't build the dike properly, and if we don't have new mangrove forests, so the whole area will be flooded.